Xin chào bạn đã quay trở lại kênh Toàn Lê. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về thủ thuật iPhone. Trong thủ thuật ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách tải một tập tin nhạc MP3 từ website về iPhone. Bạn có thể lấy bài nhạc này làm nhạc chuông cho điện thoại của mình. Chi tiết để làm nhạc chuông cho điện thoại iPhone, bạn xem ở bài viết được đặt ở phần mô tả của video clip này nhé. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt web Safari lên. Đây, trình duyệt web Safari đây. Mở lên. Sau đó nhập vào website trang tải nhạc chấm cơm. Bây giờ bạn muốn tải bài nhạc gì thì hãy nhập vào ô tìm kiếm. Ví dụ mình muốn tải bài nhạc Sóng Gió thì mình nhập từ khóa Sóng Gió vào đây. Từ khóa Sóng Gió vào đây. Xong rồi, click nút tìm bài hát. Kéo xuống phía dưới bạn thấy kết quả. Rất nhiều bài hát Sóng Gió ở đây. Hãy chọn một bài để download về iPhone. Mình chọn bài đầu tiên bằng cách click vào tên của bài hát. Tại đây, bạn có thể nghe bài hát này. Hoặc là tải bài hát này bằng cách click vào tải nhạc 128 kbps trên giây. Click vào tải nhạc. Ở đây có nhiều cái mục lựa chọn để tải nhạc. Nếu mà click vào chạm vào download về máy thì file MP3 của bạn sẽ được định dạng 128 kbps trên giây. Nếu click vào 320 kbps trên giây thì file MP3 sẽ có định dạng cao hơn. Thì tất nhiên đi đôi với định dạng cao hơn là chất lượng nó sẽ tốt hơn. Mình sẽ chọn cái định dạng cao hơn đây, 320 kbps trên giây. Chạm vào. Rồi, chạm tiếp vào download. Bài nhạc sẽ được download về. Đây, tiến trình download sẽ được hiển thị ở góc trên phía bên tay phải màn hình, ngay chỗ mũi tên hướng xuống. Đó, download xong rồi. Để xem lại bài hát này đã download thành công, bạn chạm vào cái biểu tượng có mũi tên hướng xuống, có vòng tròn mũi tên hướng xuống đây. Đây, bài hát đã được download về. Bạn chạm vào đây. Đó. Giờ muốn nghe nhạc thì click vào đây để nghe. Download về rồi mà. Nếu bạn muốn chia sẻ cho các ứng dụng khác, bạn hãy click vào cái biểu tượng chia sẻ ở góc dưới bên tay trái đây. Đây, tại đây bạn có thể lựa chọn rất nhiều ứng dụng để chia sẻ. Có thể chia sẻ qua email, chia sẻ qua Messenger, chia sẻ qua Zalo, vân vân. Cho Sky. Đủ. Rồi, hoàn tất bạn nhấn Done ở phía trên này. Rồi. Bây giờ bài hát này đã được chuyển về iPhone rồi. Giờ bạn muốn xem bài hát này nó đang nằm ở đâu trên iPhone thì thực hiện như sau. Trở về màn hình chính và vào cái app File. Đây. Click vào, chạm vào. Đó. Sau đó tìm đến mục Download đây. Đây, bài Sóng Gió đây, đây.
Mình tải về rất là nhiều bài. Đây, mình bài cuối cùng là số 4 đây. Mở lên. Nghe. Đó. Như vậy thì bài hát đã được download về và nằm tại thư mục download. Thư mục download. Đây. Lúc mà khi mà bạn tạo cái nhạc chuông trên iPhone á thì bạn hãy chọn cái bài nhạc từ cái thư mục này và tiến hành tạo mà thôi. Cũng khá đơn giản. Như vậy thì hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn về cách tải một file MP3 từ website về iPhone để làm nhạc chuông hoặc là để dành khi mà không có internet thì mở lên nghe. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Chúc các bạn làm thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Mình sẽ thường xuyên chuyển cho bạn những cái thủ thuật mới nhất về iPhone. Bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi. Một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video clip này. Chào, hẹn gặp lại. Chào tạm biệt bạn và hẹn gặp lại các video clip sau.